Yo, what's up anh em, chào em trở lại với giúp mình. Cho em biết là mình đang sắp tới có giải 33 Hà Nội Hồ Gươm đúng không? Thì nhân tiện sắp có giải, mình sẽ chia sẻ với anh em một buổi tập 33 thì anh em hãy nên tập những cái thứ gì và làm gì để cải thiện được cái việc thi đấu 33. Ok, không dài dòng nữa, let's go. Điều đầu tiên mình muốn khuyên anh em để tập 33 hiệu quả thì anh em nên đầu tư chìm vào quả bóng 33. Bóng 33 này thì nó khác đặc biệt ở bóng thi đấu năm là gì? Là với mình tìm hiểu thì theo mình được biết thì nó là một quả bóng size 6 nhưng nặng bằng bóng cầm, rất là đầm tay. Đó, ok. Hiệu quả của mình thì là bóng của Monster. Đây là bóng đấu 33 SEA Games vừa rồi đấy. Ok, let's go. Thi đấu 33 thì cần nền tảng thể lực chúng ta cực kỳ nhiều. Nó khác với năm. Thứ nhất là nó luôn chuyển bóng. Cứ vừa ghi điểm xong chúng ta sẽ quay đầu ra tấn công luôn. Nên điều đầu tiên mình muốn anh em tập luyện trong khi đấu 33 đó là phải cải thiện được cái thể lực. Và bài tập đầu tiên mình sẽ đưa ra đó là bài tập liên quan đến vừa tập luyện bóng và lần lượt vừa thực. Ok. Với bài tập đầu tiên đơn giản thôi, chúng ta sẽ sử dụng 5 vị trí, hai góc corner này, hai wing và top. Thì bài tập đơn giản nhé, là chúng ta sẽ làm liên tục giống như một bài cardio ấy, là chúng ta sẽ di chuyển thật nhanh, chạy từ đây, được chưa? Chạy từ đỉnh này đầu tiên, chạy từ corner đầu tiên. Rồi chúng ta sẽ bứt tốc thật nhanh nhá, di chuyển vào và lên rổ cho mình. Sau khi lên rổ xong ấy, em sẽ lại di chuyển ra, chạm bên đây, lại quay vào. Ok, các bạn sẽ làm liên tục 5 lần liên tiếp cho mình. Sau đấy lần lên rổ 5 thì em chạy ra wing luôn, lại chạy ra wing. Từ sau khi rao xong chạy ra wing, tiếp tục lao vào lên rổ. Làm thế cho mình đến khi nào kết thúc con ở bên kia. Từ 5 lượt, 5 x 5 là 25 lần lên rổ liên tục. Cố gắng nhanh nhất có thể. Slap on everything. Swimming, you sinking away. Cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skipping losses. I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it. I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in. Yeah. Racks, I just wanna win. Yeah. LA baby, who be running with? Yeah. 2, 2, 3, 3. I'm on 10 again. Pump up the action. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's woo! Off the rapping. Keep it on my body, bitch. Last I'm song. Broke if you ask it. Don't gotta sell him, Ocialis, flawless, broken whistles. Longer than this foreign heard you want it. Cause the game's enormous. What's an ass if she isn't gorgeous? Live my life, last name of Morgan Freeman. Like trying to touch a forest. Do not know we're knocking on the door. This came in, I came in, I came in. Did it like the Porsche's coming in. Yeah. Liên tục 25 quả mày nhá. Tôi chia sẻ với anh em bài thốn cực, mệt. Nhớ làm lại cho mình 3 thì 4 set. Xong bài đó, anh em đưa bài thứ 2 liên quan đến bài tập ném 3-3. Ném cực kỳ quan trọng. Các anh hình dung nhận đặc biệt đến ném 3. Ném 3, sorry, mệt quá, tay lúng rồi. Đặc biệt ném 3 là khi anh em rebound xong đẩy ra ngoài ném. Bởi vì 33 khi đánh ở sân á, một quả 2 thêm một quả 3 tính 2 điểm. Nó giúp cho chúng ta ghi điểm dễ dàng hơn rất nhiều với việc chúng ta cố gắng đột vào. Mất rất nhiều thể lực và rất khó. Đặc biệt khi 33, mình phải khẳng định luôn là trọng tài rất ít khi bắt những lỗi va chạm, trừ khi rất rõ. Khá hẳn 5 năm nhá, 5 năm chỉ cần có con trách nhẹ hay là steal lỗi chọc sau này bắt rất nhạy. Nhưng 33 gần như rất ít khi, trừ khi là lỗi quá rõ ràng. Nên anh em đừng bao giờ than phiền rằng là cái việc là tại sao trọng tài cũng bắt quả bình thường mình nghĩ là lỗi thế nhá. Nhớ nhá. Rồi đi bài tập thôi. Thế bài tập ném thì chúng ta sẽ có
5 vị trí tất cả vẫn như bình thường thôi. Corner này, wing này, top này và hai bên kia, wing và corner bên kia. Nhưng chúng ta không cần đứng xa vội mà chúng ta đứng gần, được chưa? Mỗi vị trí chúng ta sẽ ném 4 quả. Ném 4 quả. À, với bài tập này nhá. Mình khuyên là với thời tiết này thì anh em nên có cho mình một cái bộ máy rebound. Ok, để tránh cái việc chúng ta mất sức quá nhiều. Rồi, bài tập đơn giản thôi. Đứng đây nhá, 4 quả. Các bạn có thể tăng cái độ khó cho mình hoặc là một cái mục tiêu cho mình, một cái target cho mình là hai quả cuối chúng ta sẽ ném vào liên tục. Được chưa? Ok, let's go. Trượt luôn rồi. Quá nắng. This how God works. Play my position with his given with no concerns. Go, 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 go. Set it off. Top of the morning, I'm gonna set it off. You living boring, I'm gonna set it off. Shoot when I'm scoring, I'm gonna set it off. Like soldiers torn, I'm gonna set it off. Told my baby meet me at the bank. Told my mama I'ma break the train. Locked in. Bốn, ok. Tiếp tục lùi ra 3 điểm luôn. Oh man. Một. Hai. Ba. Bốn quả nhá. Hai quả cuối và liên tục. Ok. Tiếp này, cho anh quả cuối đi. Rồi, ok. Di chuyển lên đây luôn. Vị trí số 2, ok. Took time with this here, I'm made for war. No sleeping, why I won't fall. No sleeping, why I won't eat all. I keep God first. I see evil, I evil when I converse. This how God works. Play my position, what is given with no concerns. Go, 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 go. Set it off. Top of the morning, I'm gonna set it off. You living boring, I'm gonna set it off. Shoot when I'm scoring, I'm gonna set it off. Like soldiers torn, I'm gonna set it off. Đi về mày. Mệt quá. Một. Hai. Son of God, no, I am not son of man. Hai. Let's keep following, the fingers keep coming in. I got you, but you know I'm texting like Uncle Sam. Left to the bank, you know that I'm coming in. We don't do it for the fans though. We don't do it for the clout. Legacy on the line. So I'm moving in and out. See good ones turn top dog. Greedy ones get knocked off. I keep looking at the bench like I could never not ball. Coach keep me in the game. Curry deadly with the range. I keep looking in the mirror like who is he? I'm insane. Who am I? He insane. Yes, I am the one to blame. Ok, lại quả cuối đi. Anh muốn quả cuối nó vào. Rồi, góc cuối. Liên tục anh em nhá, liên tục anh em nhá. Mệt quá, mệt quá. Một. Đấy, đến cỗ máy rebound của mình còn lag rồi. Ba. Ok, put up. Ba ba anh em cố gắng ra tay nhanh nhất có thể nhá. Bây giờ mình mệt rồi mình không ra tay nhanh được đâu. Cố lên. Bắt bóng lên luôn. Ok, cố gắng bắt bóng lên luôn. Mệt quá.
1 Superman with the moves. Rock up, soccer, drop bubble. Play to win, never lose. Run it up, fight, topple. Play Bye. For a belly too. I hip hop or pop em. Anything I can do. Oh. Real and be real, fake gon' fall. Đây rồi. Kết thúc bài tập thứ 2. Và sau khi kết thúc bài tập thứ 2 đấy rồi thì anh em chuyển sang bài tập thứ 3 luôn. Bài tập này đơn giản thôi. Nói đơn giản thôi nhưng mà thực hiện được thì rất là khó đấy. Còn em phạt luôn. Anh em ném cho mình bây giờ mình bảo là 3 quả đúng không? Thế bây giờ chỉ ném 2 quả thôi. Bởi vì trong luật 33 anh em chỉ được ném tối đa là 2 quả để phạt thôi. Nên chúng ta tập luyện làm sao để tạo cái thói quen chúng ta giống như là thi đấu, chỉ ném 2 quả thôi. Ok. Còn ngoài giờ tập luyện của 33 ra thì anh em ném nhiều lên càng nhiều càng tốt, làm sao cho cảm giác nhất. Ok. Rồi. Bây giờ anh em uống vào cho mình 2 quả nhá. Ok, 1. Oh man, quá mệt. Càng mệt anh em uống càng ổn định nhá. Bản thân mình bây giờ đang rất oải rồi. Đây rồi. Đó là một buổi tập 33 của mình. Tất nhiên là chúng ta sẽ không làm như vậy mỗi thế thôi, mà chúng ta sẽ làm lại mỗi thứ 3 set. Tức là cái từ đầu tiên là chúng ta sẽ lên rổ nhá. Sau chúng ta sẽ chẳng ném và cũng là ném phản. Làm liên tục cho mình 3 set một buổi tập. Mình khẳng định luôn, không khác gì một buổi cardio cả. Và thứ hai là giúp chúng ta quen được cái trạng thái thi đấu trong 33. Là liên tục chạy, liên tục chạy, liên tục chạy. Ok. Anh em nhìn này. Quá mệt. Và vừa rồi mình đã chia sẻ cho anh em xong buổi tập 33 của mình để chuẩn bị cho giải 33 sắp tới. Những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái tip và những cái tư duy chiến thuật của anh em khi đánh 33. Em hãy nhớ xem nhé. Đến đây video của mình đã kết thúc rồi. Mình hy vọng rằng video này sẽ đem lại cho anh em những cái trải nghiệm cũng như cái bài tập mà có thể giúp anh em, hữu ích cho anh em trong quá trình em tập luyện 33. Ok. Còn bây giờ quá mệt rồi, quá nắng rồi, mình phải đi về thôi. Hẹn gặp lại cho anh em những video tiếp theo.